Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đinh Văn Nơi bạo gan vuốt râu hùm, mới đến Quảng Ninh đã tuyên bố không sợ trời. Ông Đinh Văn Nơi, cựu giám đốc công an tỉnh An Giang, là một ông tướng công an chống tội phạm khét tiếng, là người không chỉ được xã hội đánh giá cao mà cả Trung ương cũng đánh giá rất cao. Đây là lợi thế để tiến thân một cách đường đường chính chính mà không phải chạy cửa sau để lên chức nắm quyền. Tuy nhiên, theo bài bình luận trước đây của tờ Thời báo .de thì Đinh Văn Nơi đánh vào tội phạm là thường dân. Dù cho họ có nhiều tiền đi nữa thì sự nguy hiểm cũng hạn chế, chứ không nguy hiểm bằng đánh vào giới có quyền, có lực và các thế lực chính trị đỡ đầu. Đó là điều khác biệt mà có lẽ ông Đinh Văn Nơi chưa nhận ra. Với việc khởi tố vụ án gần lần thứ hai đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn do có liên quan đến tiêu cực của Bệnh viện Nhi Quảng Ninh trong thời gian ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy ở đây, nhiều người thạo tin đã ngửi thấy mùi đánh án nhắm vào những gốc rễ thời ông thủ tướng làm bí thư. Cách đánh án này rất quen thuộc đối với ông Tổng. Ông thường nhắm vào những sai phạm nhỏ nhặt, nhưng thực chất là ông đang hướng đến sai phạm lớn hơn. Đây là hình ảnh ông Đinh Văn Nơi đang được cho là dám vuốt râu hùm. Thông thường, cứ người lính nào hăng máu lập công thì sẽ được tướng cắt cử người đó làm lính tiên phong. Trường hợp ông Đinh Văn Nơi là như thế. Tô Lâm đang nhìn thấy nơi ông Đinh Văn Nơi tố chất của người thích lập công, và ông đã nhanh tay chuyển ông Nơi ra Quảng Ninh để hỗ trợ Bộ Công an đánh án liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Án này là án rất khó, khó ai nhận trách nhiệm xung phong bởi nó dính đến người của ông thủ tướng đương nhiệm. Tháng 6 năm 2020, Đại tá Đinh Văn Nơi, 44 tuổi, được ông Tô Lâm điều động bổ sung làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Chỉ chưa đầy 2 tháng, ông đã trực tiếp chỉ đạo xử lý hàng loạt vụ án. Ông chỉ đạo công khai số điện thoại cá nhân của mình lên cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh. Chưa hết, ông lấy luôn số điện thoại cá nhân của mình làm đường dây nóng của Công an tỉnh để trực tiếp tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm từ người dân. Hậu quả thấy rất rõ và hiệu quả cũng thấy ngay. Chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh đã xóa sổ rất nhiều tên tội phạm, nhiều ổ nhóm cộm cán, mặc dù ông có bận rộn hơn rất nhiều. Những kẻ nhờn mặt pháp luật giờ đây ra đầu thú vì biết không thoát lưới trời pháp luật. Riêng vụ buôn lậu người ở Mường Tường, cầm đầu đến nay đã có gần 20 đối tượng ra đầu thú, và trong vụ án triệt xóa đường dây thầu đề trên 2.000 tỷ đồng, hàng trăm đối tượng cũng ra đầu thú. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm đang dùng Đinh Văn Nơi như lính tiên phong. Với thành tích này, ông Tô Lâm giờ lại đưa ông Đinh Văn Nơi ra Quảng Ninh để hỗ trợ Bộ Công an đánh một án được gọi là khó nhất hiện nay. Nhìn bề ngoài có vẻ như đây là sự ưu ái của ông Bộ trưởng Bộ Công an dành cho tướng thiện chiến Đinh Văn Nơi. Về Quảng Ninh là tỉnh lớn, làm người đứng đầu Sở Công an tỉnh rất dễ được về Trung ương để lên chức. Tuy nhiên, vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không phải là vụ án thường. Ai động đến sai phạm bà Nhàn là có quan hệ đến ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, được xem là hành động vuốt râu hùm. Điều đáng nói là khi nhận nhiệm vụ, ông Đinh Văn Nơi đã nói một câu giống như tuyên chiến với nhóm lợi ích ở Quảng Ninh vậy. Ông nói rằng, tôi lựa mấy người nào quen lớn tôi bắt trước. Câu này khiến người ta liên tưởng đến ý tưởng ông nhắm vào bà Nguyễn Thanh Nhàn, vì bà Nhàn quen rất lớn, bà quen đến ông đương kim thủ tướng hiện nay. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không phải là tội phạm bình thường. Lời nói của ông Đinh Văn Nơi cho thấy ông không sợ trời. Đấy là điều tốt cho xã hội. Tuy nhiên, dưới chế độ này thì những câu tuyên bố như vậy thường lãnh hậu quả xấu hơn nhiều. Đó là kết quả mà thường những đối thủ của ông có thể dành cho ông. Việc ông Đinh Văn Nơi làm ở An Giang là điểm cộng rất lớn. Tuy nhiên, nó cũng gây ra sự ngán ngại đối với thế lực mà ông đang nhắm đến. Ở Việt Nam, về cơ bản, luật pháp chỉ là công cụ của quyền lực. Khi tiến chiến với quyền lực thì luật pháp khó bảo vệ ông Đinh Văn Nơi. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Phúc bị giám sát từ nhiều phía, chuyện gì sẽ xảy ra sau hơn một tháng nữa. Trước đây, tờ Thời báo .de đã có đưa tin ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đi đến đâu là có ông Phan Đình Trạc đi theo đến đấy. Ông Phan Đình Trạc là trưởng ban nội chính của Trung ương nhưng cũng là phó ban cải cách tư pháp. Với danh nghĩa là phó ban cải cách tư pháp Trung ương,
ông Phan Đình Trạc đi theo ông sếp của mình là Nguyễn Xuân Phúc thì ít ai để ý. Tuy nhiên, người ta chú ý đến chức vụ quan trọng nhất của ông Trạc, đó là trưởng ban nội chính trung ương. Ông Tổng Bí Thư có trong tay hai thanh kiếm, đó là Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, ít ai biết ông Trọng có một thanh kiếm dự phòng bén, sắc không kém hai thanh kiếm kia, đó chính là ban nội chính của trung ương. Khi mới hồi ông Phúc khôi phục lại ban nội chính, ông Trọng đã trao nó cho một dũng tướng tầm cỡ, đó chính là ông Nguyễn Bá Thanh. Việc Nguyễn Bá Thanh bị chết một cách rất mờ ám cho thấy những kẻ bị trưởng ban nội chính giám sát, họ sợ ban này như thế nào và có thể là họ đã ra tay trước đó. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Phúc tại buổi lễ mừng Quốc Khánh. Ngày nay, thế lực đối đầu với ông Tổng Trọng không còn mạnh như trước và ban nội chính cũng dần củng cố sức mạnh chứ không phải là còn non như dưới thời ông Nguyễn Bá Thanh. Cho nên, việc ông Phan Đình Trạc theo sát ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong nhiều chuyến đi tỉnh cho thấy ông Chủ tịch nước đã và đang bị giám sát mà người giám sát là ông Tổng. Trường hợp này cũng giống như ông Tô Lâm. Khi ông Phạm Minh Chính sang Mỹ thì ông Tô Lâm cũng phải kè kè đi theo. Việc cắt cử một nhân vật theo chân ông Chủ tịch nước đã thấy nên sự nghi ngờ từ giới quan chức và Thời báo .d đã có phân tích về sự bất thường này. Mỗi khi bị người dân nghi ngờ thì ắt ông Tổng phải biết làm gì để xóa đi sự nghi ngờ đó. Vì thế, việc để ông Phan Đình Trạc tháp tùng ông Chủ tịch nước đi đây đi đó là không ổn. Có lẽ cần phải thay thế. Chiếc ghế Chủ tịch nước là yếu nhất trong tứ trụ hiện nay. Ông Chủ tịch đương nhiệm lại dính vào tiêu cực rất lớn bởi người nhà của ông. Trong khi đó, bên ngoài tứ trụ ít nhất có đến hai nhân vật đang cố vẫy vùng để nhảy vào tứ trụ ngay giữa nhiệm kỳ này để tránh phải về hưu cuối nhiệm kỳ vì đã đến tuổi. Đó chính là ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực. Cả hai ông này đều đang là Ủy viên Bộ Chính trị, đủ tiêu chuẩn để thay thế ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đây là hình ảnh từ trái qua là Trần Thanh Mẫn, Phạm Bình Minh và Võ Văn Thưởng. Ông Phúc là người vụng ăn, vụng nói, điều đó người dân đã chứng kiến suốt nhiệm kỳ làm Thủ tướng của ông. Tuy nhiên, về nhãn quan chính trị và thủ đoạn hiểm, ông Chủ tịch Phúc là người có hạng. Vì vậy, người dân thường cười cợt ông Chủ tịch Phúc, nhưng đối thủ chính trị của ông thì chưa bao giờ dám coi thường ông cả. Theo một số nhà phân tích, có thể ông Chủ tịch nước có nước cờ gì đó mà nhìn bên ngoài không hay biết. Ông Phúc thì hay giấu đòn rất tốt, nên có người đánh giá cửa trên làm Tổng Bí Thư của ông Chủ tịch Phúc vẫn còn dù khả năng là không cao. Tối ngày 31 tháng 8, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân chủ trì lễ kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đến dự có các ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực, Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, ông Tô Lâm, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an, ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện của các tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Nhưng đáng chú ý là lần này lại không có sự xuất hiện của ông Phan Đình Trạc. Vậy là ông Chủ tịch Phúc đã thoát khỏi giám sát rồi chăng? Câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh liệu ông Nguyễn Xuân Phúc có thoát khỏi bị giám sát hay không? Có lẽ không cần ông Phan Đình Trạc theo, bởi trong những người tham dự ấy có đến hai người là người của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó chính là ông Võ Văn Thưởng và Tô Lâm. Và lại việc tham dự lễ Quốc khánh này không có những cuộc bàn bạc riêng gì với những lãnh đạo ở địa phương. Còn hơn một tháng nữa là đến hội nghị Trung ương 6, nếu ông Chủ tịch nước trụ được ở ghế Chủ tịch thì xem như ông đã thành công bước đầu. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem.